Bạn xuống đấy nè tặng học này và chụp như sao cho thông mấy chỉ môi năng Median Data Communication và Median tiếp của mùi JMP Network Technologies và cái này JMP Network Technologies dựng anh JMP Opaco đã ai connect bị khnir từ bên tầm mau nè bằng cả bàn trên network mùi và chương Median Network Technology là bọc nhóm này dương nên dễ ông pi prophet network ba cho đồng bốn khi xem dễ ông pi nội dung lấy networking ba networking cứ chi network connect computer at different location ba bạn thấy tham network nó nghe at connect computer pi group đi cái lại đúng không nè connect chỗ kia mình cần bạn chỉ network mùi ba network anh nhà ở dương at share information ở kia tụi mình tham bàn ba chúng network miền này thông từ lý nè và network miền này thông từ lý nè cái thang all computers of different place và different scale different place different location nâng prophet khóc ní ai perform và ai perform nâng interact cho mùi khí tâm nạ tâm nông cho mùi khí ban dạng là person bởi dương miền network person bởi dương miền network chứng đời xa computer network ní và đời xa networking nè ai ở dưỡng connect cho mùi khí nè bàn ai ở dưỡng connect cho mùi khí nè bàn nè chìa nè dùng này networking và networking ok bật to một tiết GMP networking device person bà dưỡng come in networking device dưỡng mình ai connect cho khí nè bàn nè và mình ai connect cho khí nè bàn nè dưỡng nhìn trực ca ọp bà mà dùm nuôn đảm bấy connect cho mùi khí nè bàn bằng các bàn trên network. Modern computer networks can be classified into one of three boards. Right? I classify prophet by yang. Hub switch and router. High prophet connection co-chargent by the clear. LAN, MAN, and WAN. Dial GMP location. GMP location of the network. Chứ dừng mơ thật ta hub cứ chìa vấy, switch cứ chìa vấy, router cứ chìa vấy, LAN cứ chìa vấy, main nâng WAN cứ chìa vấy. Chứ dừng mơ tặng ngọt ní ông bí networking device. Chứ bà khá miên tiếng phẩm mùa chùm nguồn y tế dương có một ác miên network bà 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 nè. Chứ dừng mơ thật hub cứ chìa vấy, hub cứ chìa bà có mùi. Đại vì thuê ca chọc, đại vì hấp cứ chỉ ôp có mùi, xâm rạp chụp computer chỉ tra hơn bằng châu khí bằng các bàn trên network mùi và chứng hấp cứ chỉ ôp có đại pra xâm rạp chụp bị computer mùi từ computer mùi tiền nế đại bằng các bàn trên network mùi khi ta nơi p đại là hấp thưa ca transfer tình này hấp vì nâng resend tên này là bảo dưỡng nâng từ căn group link tầng ốc đẹp chuộc nè từ căn link tầng ốc đẹp chuộc à lâu cho họ person bao miên computer A send tầng computer B cùng nóng bỏ computer A chọn send tầng computer B nè nông network local bảo dưỡng đòi xe lòng cắt hạt chân nông này nè miền này thả person bằng computer A send từ căn computer B đòi xuống cắt hấp hấp nâng thưa cả bình chun tên này bình to P computer A từ group computer tiếng đẹp chụp mặc luôn về mình men send từ tại computer B giống message nâng cứ send từ group computer tiếng đại connect máu hấp nâng và chân tiếp thưa ở miền security nội tiền bà, xem rap hấp cứ miễn skill thì, hấp tập ban prapra ethernet port, nè, đóng bay transfer data từ bên tàu, đại miễn speed trăm tại đập megabit per second này, bà, port bảo viên này mùi này mùi chung mua thá ethernet port, ethernet port này cứ xem lại từ l port tiếng lai ná, nè, không switch, không router cái đây, không ấy cái đấy. Cứ miễn speed trầm tại 10 megabit per second này. Và chứng person bà dương pra hấp miễn này thả maximum speed đại dương ạch bình chung tình này bán trầm tại 10 megabit per second in local network
ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាស្ពីតដប់មេនេះមិនមែនសំដៅទៅលើអ៊ីនធឺណិតនោះទេគឺសំដៅទៅលើ local communication បាទ local network speed only បាទអញ្ចឹង slide បន្ទាប់ទៀតយើងនឹងឃើញពីរូបភាពជាឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំនឹងបញ្យលរូបភាព animation នេះបន្តិចទៀតបាទនេះជារូបភាពរបស់ហັບណារូបភាពរបស់ហັບមែនតែន បាទ សម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងលែងប្រើទៀតហើយ ហັບ នៅឆ្នាំ 2020 នេះ បាទ ហັບ ត្រូវបានបំបិតចោលប្រហែលជា ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 2007 បាទ ត្រូវបានឈប់ផលិតបន្តទៀត បាទ ដោយសារអី ដោយសារ security ដោយសារ speed វាទាបពេកបានត្រឹមតែ 10 megabit per second ហើយដោយសារ SQT ឥឡូវ SQT យ៉ាងម៉េចយើងមើល animation មួយនេះ message ត្រូវបាន send ចេញពី computer ទី 1 ចូលទៅក្នុង hub គេថាម៉េច hub គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់ computer ជាច្រើនបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជា network មួយណាអញ្ចឹង computer ទី 1 send message ទៅកាន់តែ computer ទី 3 ឯងតាមពិតនោះ ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែ computer ទី 2 ទី 3 ទី 4 ទី 5 ទី 6 ទី 7 និង printer ហ្នឹងក៏ connect មក hub ដែរ អញ្ចឹង message ចេញពី computer ទី 1 នេះដោយឆ្លងកាត់ hub hub វាធ្វើការ retransmit message របស់ computer ទី 1 ទៅគ្រប់ computer ទាំងអស់ អញ្ចឹង computer ទាំងអស់នឹងឆ្លើយតបនៅ message របស់ hub ដែលបញ្ជូនទៅឲ្យថា a message នេះជា message សម្រាប់ computer ទី 3 ទេមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ reject ចោល computer ផ្សេងទៀតក៏ឆ្លើយដូចគ្នាជាមួយនឹង computer ទី 2 ដែរថា message នេះមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេ គឺជារបស់ computer ទី 3 ទេ រហូតតែ computer ទី 3 ទទួល message នឹងបានថា e computer ទី 1 send មកខ្ញុំ ទើប computer ទី 3 accept យក message នឹង អញ្ចឹង security reason ប្រសិនបើ computer ផ្សេងទៀតមានបំណងចង់ទទួល message នឹងទុក ណា ក៏មានលទ្ធភាព ទទួលទុកដាក់ ដោយងាយបំផុត បាទ ដោយងាយបំផុត ដូចជា យើងអាច saving package បាទ ណា saving package ចេញពី hub នឹងបាន បាទ capture វាទុកបាន ហើយ analyze វាទៅថា មាន password ដែរ ឬទេ អញ្ចឹងណា បាទ អញ្ចឹង for security reason គេឈប់ប្រើប្រាស់ hub ទៀតហើយ បាទ អញ្ចឹង ដោយសារ hub នេះជាឧបករណ៍ដំបូងគេបំផុត ដែលគេប្រើប្រាស់ សម្រាប់ភ្ជាប់ network ណា តែឥឡូវនេះគេប្រើប្រាស់ switch ហើយ គេប្រើប្រាស់ switch ហើយ អញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរ switch គឺជាឧបករណ៍មួយ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ភ្ជាប់ ណា computer ជាច្រើនបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជា network មួយដែរនៅក្នុង local បាទតែអ្វីដែលខុសពី hub នោះគឺនៅពេលដែល computer មួយ ឧទាហរណ៍ computer A computer B ទៅដែរហ្នឹង computer A send message ទៅ computer B ដោយឆ្លងកាត់ switch អញ្ចឹង switch នឹងធ្វើការបញ្ជូនបន្តនូវទិន្នន័យរបស់ computer A ទៅកាន់តែ computer B ទៅប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ computer ផ្សេងទៀតដែល connect មក switch ដូចគ្នានោះ មិនត្រូវបានទទួល message ពី switch នោះទេ បាទ អញ្ចឹង វា secure one to one only បាទ computer A ជា source computer B ជា destination អញ្ចឹង message ត្រូវបានជជែកគ្នានិងឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងតែ computer sender និង computer receiver ប៉ុណ្ណោះ computer ផ្សេងទៀតមិនបានទទួល message ដូច hub នោះទេ បាទ គឺស្ងាត់ អញ្ចឹង security ល្អ បាទ security ល្អ ចំណែកឯ switch នេះវិញ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ fast ethernet port ឬក៏ gigabit ethernet port ដើម្បី transfer data ទៅវិញទៅមក ស្អីគេទៅ fast ethernet port ស្អីគេទៅ gigabit ethernet port fast ethernet port គឺជាឈ្មោះ Ethernet port គឺជាឈ្មោះ port នៅក្នុង switch ដែលមាន speed 100 megabit per second ចំណែកឯ gigabit ethernet port គឺជា port ដែលមាន speed 1000 megabit per second បាទ
megabit per second. Chúng xung chạm thả person bởi dương từ tính ổng có tính switch nữa kể đã thả gigabit Ethernet miễn này thả port này mùi này mùi này là switch bởi dương ai bình chôn tên này nó không local khi mà dây này cứ xâm lại từ lớn local only mình mến xâm lại từ lớn internet nữa tên chúng ta bình chôn tên này từ vinh tầm mau được không local bàn rồi hô tự đó là mùi bốn megabit per second rưu có mùi gigabit per second chúng bởi xâm mà port nâng vì đã thả gigabit Ethernet chúng bởi phải đã fast Ethernet vinh nè fast Ethernet cứ bàn tầm tay mở rồi megabit per second nữa tên và chứng dương ai như vậy thả FE port của bán GE port của bạn này cho sẽ dây ở sau cạnh và GE cứ gigabit Ethernet FE cứ fast Ethernet và trong này switch này miền pi prophet xây bị khí được tiết và cứ manage switch nâng ăn manage switch sẽ cái tức manage switch sẽ cái tức ăn manage switch ăn manage switch cứ chỉ switch thoa mặt à muối đại quan tại dương đốt phơi tới prapraban tại một đòn mình chạm bắt cầm nót ở vai tầng ở và hai bờ trong cầm nót co mình ăn cầm nót bàn đài chứng ăn mà này switch miền đồng lại thu thái chiến mà này switch được sai vì mình ăn cầm nót ở vai bàn nội tì và cầm nót ấy kì xong rap mà này switch cứ chỉ switch mùi đại ác cầm nót bàn cầm nót từ lỡ ấy cầm nót từ lỡ port ta chọn ai port nâng đồng nạ cá rư có mình đồng nạ cá bà này thắp bật port nâng chào rư mùi cầm nót speed nâng lỡ port bà ế nhầm tình switch máu cứ chi gặp bít Ethernet port ấy còn bằng tác nhầm tầm lẽ speed nâng port nâng tầm lẽ bì mà bốn mà nơi sao phèm hỏi mà nơi sao bì hỏi megabit per second có bà này đào dương prapra manage switch và manage switch chạy trên dưới pi từ thiết cứ layer 2 nâng layer 3 và layer 2 nâng layer 3 chân layer 2 ấy kê layer 3 ấy kê dương thọ bởi dân cả pi mê điên OSI một L rồi hỏi và layer 2 cứ data link layer layer 3 cứ network layer cả nà dương prapra manage switch layer 3 cứ xong tại smart nâng router layer 3 đã hỏi và dựng ai router bàn ok chân manage switch cứ chỉ switch mỗi đại dương ai cầm not speed nâng lờ port này mùi này mùi bán ai cầm not VLAN nâng lờ switch nâng bán nâng ai bật port bàn mình ai đồng nào cả trong này ăn manage switch cứ chỉ switch thoa mặt đà muối để dương con đặt đọt lớn hay đọt xài network cho tới pra bàn tạm đòn và ok dương mơ rút animation robot switch để không dễ bằng mánh cứ source nâng destination cứ từ bàn bằng chún từ cánh tay destination thì nế chứng nè nà chỉ nè send cứ send từ trong switch hỏi switch via mình chun message từ căn tại computer đại chỉ nhận từ tool thì computer xin ngặt chân ở từ tool là vậy bà nội thì security là và đại dương para switch rồi hậu đó sập ngày này và nếu chỉ rub ut host này switch muối mà đi link mà miền bảy port mà nếu chỉ rub muối đồng nàng hỏi switch ok, chẳng ốp có bằng tốt tiết cư router và cư router router cư chi ốp có mũi đại dương pra xâm rạp forward network nực nông local rồi bỏ dưỡng từ căn internet bàn bà này thả bà khuyên router tế dương mình add access từ căn internet bàn nụ tê xâm rạp local network rồi bỏ dưỡng và xong rồi local network bỏ dường chỉ tu tới nơi tam office mùi mùi dường pra router prophet thi bì linh ni và rư có cả lãnh khá pra ra hô tự đó router layer tỷ bày cứ mai có tách router ni và mai có tách router ni chia ni mất xa nhà router nó bê đầy dường cú ni mất xa nhà router dường cú rung vốn hay khoai và hay khoai chỉ tu tới router trở bàn connect bí
ISP máu chụp cho router bàn chân bị router máu network là bỏ dường nhé network là bỏ dường cái thao router is connected to at least two networks rồi viên network dường nâng network rồi bỏ ISP ấy chỉ đam thôi bà. Router cứ chia gateway mối để dường ai access to can internet bàn và dường anh dành chẳng bán chúng router này chỉ ưu tiên hò mà router TP-Link để dùng cho nam tập khởi mà dùng khởi nó khang khởi này mình port bỏ lương port bỏ kêu mà port bỏ kêu cứ chỉ WAN port rồi có dùng hai thà internet port mà đại và prapra connect tất cả cơm hôn internet nó bây giờ cơm hôn internet to internet mà đó phải dùng đó office dùng sai network để cái ao nó dùng đào cho port WAN tới hai portland này buồn port này cứ chỉ portland này prapra sản phẩm đào từ khung switch này khung local là bao nhiêu đào từ computer là bao nhiêu này khung office khung office hay dùng configure wifi để chỉnh chỉ đam từ bạn sản phẩm router máy cơ tích này có đôi khi này và dùng dọc sai trên pi ISP mà một đào cho port nào mua có bàn này specific sản phẩm microtech và chỉ port WAN chỉ port internet và đó mà bạn đào từ switch vào dương và time tiết chân thường và chứng mà đoàn tiết router cứ chỉ ở bộ mối đại dương ai pra pra viết chỉ gateway đại bay access tới căn internet bàn và ok chứng dương chop ông pi ở bộ cò dương ai pra pra ở bộ cò đừng ở núng đảm bay bằng cát ban chia network mùi và network thì mới cứ dân mới tới lơ local area network để dân hai thằng lên tao vị trí ở vậy lên nâng local area network rồi còn lên cứ xâm này tôi lơ network mùi đài chốt nơi khăn nông office rồi bỏ dưỡng chốt nơi khăn nông tệ rồi bỏ dưỡng chọp nơi khả nông ạ kia xa là rồi bỏ dưỡng chọp nơi khả nông ạ kia rồi bỏ office office dưỡng và nơi dưới ở clay cứ ti tăng tài mùi nế ti tăng tài mùi network nâng đại thất nơi khả nông ti tăng tài mùi kì hai thá local area network và local area network dưỡng mơ chỉ ưu tiêu hoa nơi khả nông rụp ní dưỡng miền wifi router mùi connect tới căn xài phong connect wifi phong nơi khung office dương nè nít chưa lên mùi mà nít chưa lên mùi đây nơi pe đại dương đa trên từ cây phía dương mình ai connect tới lên nè bạn thì connect tới wifi nè bạn thì để giải vị trí lên vị trí network để thoát nơi khung cái line tới mùi đầm on tới mùi mà office tới mùi ở kia tới mùi nè đại dương đa trên bìa kia nè tới dương connect network nè lên bạn này và chẳng local area network cứ chỉ network muối đại thất nơi khăn nóng bẩn túc tại muối tiết tại muối ở kia tại muối và very close to each other ok anh cứ chỉ local area network nâng propagate network muối tiết nơi p đại dương chop network bên châu khnhiệt tới dương ai bằng cách bàn chỉ wide area network để dương hai thao WAN person ba dương mơ lên mi lên người pra ban tại nơi khnông a kia tầng muối chỗ bởi dương trong chỗ bị a kia muối tất cả a kia muối dương ai pra pra WAN connection dương ai pra pra WAN connection WAN network để ai chỗ bị a kia muối tất cả a kia muối tiệt ưu thế họ bị khăn muối tất cả khăn muối bị khét mùi tất cả khét mùi tiết dùng shop network bị khét mùi tất khét mùi rưu có shop network bị bật tế mùi tất cả bật tế mùi rưu có shop tất cả internet và chỉ tu tử vẫn cứ ai xâm đại từ lỡ internet bàn và internet có chiếu vẫn này có chiếu vẫn này bị bố vị trí network trong ngày chẳng ngày và chân xung chám tha vẫn network cứ trên network mũi đại chuộc rồi viên network pi rồi tràn và network pi rồi tràn cứ chia
network mùi đại chuộp bà rô viên network bì rùi chán bình chô khní đại miên trọng ngài chngai chắp bì bì km lang tờ lơ bà bì bì km lang tờ lơ anh nắng kì hào thá WAN connection WAN network wide area network nâng hai bà chìm xét cứ internet nè, mà rồi phía rồi cứ dân ai như vậy bạn thấy chiều WAN network hay internet là dân chuộp bị cầm hôn mà có thể dân bị cầm hôn internet mà office dân nâng bà rồi mua dân miền office head office chuộp tại căn xa khá xin xin chỉ là cái nào local network ở đó ai tầm miền trong ngày chẳng ai chẳng ai có dân hay thấy ôi chiều WAN network được nè bà mình mình xâm nói từ lỡ tại internet mùi mục ý bà ok chương năng chỉ WAN network mối tiết dừng miền network mối tiết cứ metropolitan area network rồi có dừng hai tham main main network cứ chỉ network tại miền tùm hôm tối chương WAN tại thông chương LAN và tùm hôm thông chương LAN miền này thật mình mẹn thông tối ấy thế tùm hôm cứ dùm này từ lời trong ngày và tập sinh mạng lưu trong ngày chúng ta chụp được viên network local area network từ căn local area network same same tiết nút đại miên trong ngày crown p km crown p km chúng ta tham mèn xâm lại từ lớp p ạ kia mối từ căn ạ kia mối tiết bảo sân dư viên sắp nực nông ạ kia từ mối nâng vị trí lẻ này chúc bộ connect ពី អគារ មួយ ទៅ កាន់ អគារ មួយ ឲ្យ តែ ក្រម 2 គីឡូ ម៉ែត្រ នឹង ហៅ ថា main network ហើយ បាទ ដល់ ដល់ ពេល លើស ពី 2 គីឡូ ម៉ែត្រ ភ្ជាប់ ពី អគារ មួយ ទៅ កាន់ អគារ មួយ ទៀត ដូច គ្នា អា នឹង គេ ហៅ WAN network ហើយ បាទ អូខេ អញ្ចឹង សូម បញ្ជាក់ ម្ដង ទៀត មាន LAN មាន WAN មាន main network អញ្ចឹង សូម ចាំ ឲ្យ ច្បាស់ ថា LAN តូច ជាង គេ បន្ទាប់ មក main បន្ទាប់ មក WAN bà tối nắng sáng nay từ lơ trong ngày mà trong ngày ok dân mơ ông pi internet bà xây cái thứ internet bà màu pi pi internet work bà màu pi pi internet work cứ chia global system of interconnected computer network đại press protocol mùi kì TCP IP đam bay link hộ khní tui tùm mà chung mùi sạc gọt lộ bà anh nâng kì hạ internet hay tạm bất internet mà bị bia internet work network chỉ tràn mình chô khní chung mùi bà phục lộ mà kát bàn chế internet work bà tạp bì kì kát bia work cháu nè salt internet bà đại dương bà bà sập thang ngay đam bay access to Yahoo YouTube Facebook ấy đam ok và chúng mới riêng tìm ra mùi đồ bỏ dưỡng này dưới ông P Network Technology tôi bàn mình chọn và tôi bàn mình chọn chứng xùm ở cuốn xùm rạp mơ vị tổ slide này và sân bà miên xùm nua nâng chùm ngó lại xem xếng ách comment xù bàn và xùm ở cuốn